về thì không có điểm. Cặp đầu tiên sẽ là Harry Won và Phương Linh, xin mời. Sẵn sàng chưa? Giữa mời nằm. Nè mấy chị, nằm đâu nào? Cha cha. Em nghe mùi đâu? Khép chân vào, khép chân vào. Kẹp có chị kẹp, có chị kẹp. Ok ok. Nào. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Go. Đi nào, chuẩn đi nào, chuẩn đi. Có thời gian thi đấu là 2 phút. Quan trọng cái cô đá đằng sau kìa. Ủa chở gì vậy Linh? Anh ơi em có đi. Cái lùi của em. Trời ơi Thành ơi, bánh đi nhẹ nhàng luôn á trời. Có em chị ơi, có em. Trời ơi chị đi, em xạo chị thiệt luôn quá chị đi. Đi hay vậy trời. Tới đây để múc đá nha. Đây là múc qua được rồi. Đây là đá qua. Đó, đi rồi nè. Trời ơi, em dễ dàng luôn á trời. Rồi tô đi cho nó không quỷ. Rớt tô, quay lại từ đầu. Tôi cũng vui quá. Chị đi giống như là một con rắn. Ủa gì bảo đi sợ chứ. Đi còn nhanh hơn đi ngoài nữa. Quá dữ. Có chừng đỏ, có chừng đỏ. Hôm nay đội của tụi em tới đây để khảo sát luật chơi cho anh ạ. Tiếp đi, tiếp đi. Em vừa ra đội em hả? Ê, chừng năm mấy đội người hay vẫn chơi hết chứ. Đó. Bữa nay chị Harry Won hỏi đâu thể dục không? Yeah. Anh ơi, hứng. Trời ơi, mất nhiều cảm giác này đấy. Chắc chắn thắng rồi, nhanh chị nữa. Wow, cái này tập bụng được đó nha. Hết giờ.